tiền thưởng của ban tổ chức. Giấy khen sẽ phát sao cho các em về tại trường. Mời. Xin trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Phước Tài, phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Điện Bàn lên trao huy chương vàng bạc đồng cho ba vận động viên và hai em khuyến khích. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Ba, phó phòng văn hóa thông tin thị xã Điện Bàn lên trao